Mặc như thế, mặc như cái đầu heo vậy. Tàu nó đây. Đẹp sao mày? Con heo nói, con heo mỏi ơi. Mỏi. À. À. Con heo mẹ nằm ổn định như ta. Biêu. Chú. Đâu vậy? Ừ. Mấy? Mặt kìa. Đâu? Ừ. Nói gì? Ừ. Ông nói gì? Cái miệng mình lép 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 miếng đi. Ừ, sắp chửi rồi á. Nó không cho mẹ nó ngủ mà, nó đang hiếp mẹ nó rồi. Sao bà không la? Này như bé hiền, bé kéo tay lên xe á. Thằng Âm Minh. Còn đẹp siêu quá, siêu buồn ngủ một lắm cho con ngủ quá hả?